Rồi vậy chúng ta lại gặp nhau. Bây giờ nay nó huấn luyện nó bạo loạn gì kia, nó tập vượt. Bữa giờ nghỉ luôn này, giờ sao không vậy? Nghỉ 2-3 ngày này đâu có tiền đâu. Giờ chiều nay sao? Chiều nay ông phải đi theo. Sao? Phải theo lại một lần. Cuối cùng phải nói cho ông, bữa giờ đỡ cho ông ngoại cũng nghiên cứu ông kể rồi đúng không? Bữa giờ đỡ cho ông ngoại tu luyện, bữa giờ 7-7-49 ngày rồi. Bây giờ là chuyện này giúp đỡ con, bây giờ hết đường rồi. Nghỉ, bữa giờ nghỉ uống cà phê rồi chứ đâu làm đâu được đâu. Thì chiều nay con gì lấy tiền đi? Chiều nay là đại Khánh Hoa. Tắt tay luôn á. 74. Ôi ơi. 74 hả? Theo một lần cuối cùng rồi chứ. Cuối cùng. Chiều nay mà con theo mà không nổ rồi chứ còn kém xi luôn chứ. Bữa giờ đâu có tiền nào. Bây giờ sao? Bây giờ đâu có tiền nào. Làm ăn gì mà đang tập vượt chặn đường chặn đuôi luôn mà tái hiện một Covid nhưng mà. Để là chiều nay ra Khánh Hoa là có gì? 74. 74. Tắt tay hay là quấn ít thôi? Hay là xuống tiền luôn? Xuống luôn. Xuống luôn hả? Rồi chốt đơn rồi nha. Bây giờ ông ngoại với con uống vô ra xong rồi chỗ đi nhậu luôn nha, chỗ nhậu hát hò luôn, ok không? Đi không? Ừ, hay thôi. Thôi. Thôi hả? Dạ rồi. Con còn hát không được không? Ok, bé tên gọi chiều nay lấy tiền 74 này, 74 nha. Ok luôn. Dạ.